Và rồi ok, hello chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi thì trước khi mà vào trong cái chủ đề chính của video này thì tôi xin mọi người hãy cho tôi một like đi. Lý do tại sao? Lý do là như mọi người có thể biết là từ hôm qua tới bây giờ thì có rất là nhiều bạn đang chờ đợi cái phiên bản Flow Show cập nhật đúng không? Và như trên màn hình của mọi người có thể thấy là hiện tại là tôi đang trong cái clean Flow Show rồi nha anh em. Đó, thì đây là cái clean Flow Show phiên bản mới nhất luôn, đó là 2.642 nha. Và tôi dám khẳng định với mọi người luôn là tôi là một trong những người có thể nói là mang đến cho mọi người về cái phiên bản Flow Show sớm nhất có thể luôn. Chính vì thế thì khi mà mọi người like cái video này thì đó là một cái động lực rất là lớn để tôi có thể là cập nhật nhanh đến cho mọi người về những cái link tiếp theo ha. Rồi thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi đến cho mọi người về cái phiên bản Flow Show mới nha anh em. Thì ở phiên bản Flow Show mới này thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người là hai tệp riêng biệt luôn, là 32 bit với lại là 64 bit riêng biệt nha. Đó, thì để cho anh em nào mà theo kiểu máy không nhiều bit thì anh em có thể là cài theo cái số máy, số bit của cái máy của anh em ha. Đó, thì trước tiên là ở thời điểm hiện tại thì do là Flow Show nó mới vừa cập nhật đó mọi người, thì chính vì thế là tôi sẽ gửi đến cho mọi người trước về cái phiên bản của quốc tế nha. Còn cái phiên bản Roblox VNG thì video sau thì nếu mà anh em muốn thì tôi sẽ cập nhật đến cho anh em sau. Có thì ở đây thì hiện tại mọi người có thể thấy là tôi đang trong cái clip Flow Show hoàn toàn 100% nha. Rồi sẵn ở đây thì tôi sẽ tiến hành tôi bay bắt thay cho anh em xem luôn nè. Đó, rồi thì đầu tiên là tôi sẽ thoát ra ngoài để tôi cho anh em coi cái phiên bản ở thời điểm hiện tại nha. Đó, phiên bản mọi người có thể thấy nè là 2.642 mới nhất luôn nha anh em, mới nhất từ bên Flow Show luôn. Anh em nào muốn sử dụng phiên bản này thì nhanh tay kéo xuống phần bình luận để tải ha. Đó, bây giờ thì tôi sẽ vào trong Discord nè. Rồi anh em nào muốn bay bắt thay thì anh em vào trong Discord, anh em vào trong cái nhóm đặt HG của tôi. Thì nhóm này thì tôi làm ra nhằm cái mục đích là hỗ trợ cho anh em về cái vấn đề bay bắt thay ha. Rồi sau khi mà vào rồi thì bây giờ anh em sẽ rút xuống, anh em tìm tới cái phần là auto bay bắt này. Đó, bây giờ thì anh em chỉ việc là anh em nhấn cái dán cái gate chay ra rồi anh em nhấn gửi thôi. Đó, nhấn gửi thì lập tức cái con bot bay bắt nó sẽ tiến hành gate chay cho anh em ha. Rồi sau khi mà gate chay rồi thì anh em giữ đè vào cái chay, rồi sau đó anh em quay trở lại cái Flow Show là anh em sẽ sử dụng được hoàn toàn nha anh em. Đây, ở đây tôi quay là Flow Show rồi nè. Đó, tôi vào trong game cho anh em xem nè. Rồi thì do là tôi vào trong cái game này để cho nó load nhanh đó anh em. Đó, thì sau khi mà vào rồi thì anh em có thể thấy nè là Flow Show của anh em nó sẽ tự động nó nhập thay vào luôn nha. Đó, rồi thì phiên bản Flow Show mới này tôi sẽ để dưới phần bình luận game. Còn anh em nào mà bên VNG mà muốn tôi ra phiên bản Flow Show thì nhớ là like video này thật mạnh ha, thì tôi sẽ ra cái phiên bản Flow Show cho cái Roblox VNG sau nha anh em. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất nhiều và bye bye anh em.